Từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Con Rẫy tiến hành sửa chữa năm nhà rông truyền thống, trong đó chủ yếu huy động dân làng góp công để sửa chữa. Huyện Con Rẫy hiện có 37 thôn làng người dân tộc thiểu số tại chỗ có nhà rông văn hóa truyền thống, phần lớn nhà rông được làm bằng vật liệu tranh tre nứa. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của nhà rông truyền thống, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra các kết cấu của nhà rông nếu hư hỏng tiến hành khắc phục sửa chữa kịp thời qua đó đẩy mạnh công tác bảo tồn gìn giữ nhà rông truyền thống trong vùng dân tộc thiểu số